Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bếp Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé. Ngày hôm nay thì Mẹ Bếp Thủy Thảo sẽ review về dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ sinh non thiếu tháng. Và đối với các bé sinh non thiếu tháng nhẹ cân thì cái việc chế độ dinh dưỡng cần phải chú trọng đặc biệt hơn. Và đối với những loại sữa bột thông thường thì nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của bé. Và hiểu được cái điều này thì kênh Mẹ Bếp Thủy Thảo ngày hôm nay sẽ review về cái dòng sản phẩm sữa khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như là nổi tiếng trên thế giới về các sản phẩm bổ sung được cái năng lượng cũng như là cái chế độ đặc biệt cho trẻ sinh non thiếu tháng. Thì trên tay mình đang cầm đây chính là dòng sản phẩm sữa Enfalac A cộng và dòng sản phẩm sữa này của Mead Johnson Nutrition. Mình sẽ nói qua một chút về cái nơi sản xuất cũng như là nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam nhé. Đầu tiên thì dòng sản phẩm sữa này được sản xuất tại Hà Lan và cái công ty nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn Mead Johnson Nutrition. Đấy là cái công ty phân phối, nhập khẩu và chịu trách nhiệm dòng sản phẩm. Tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút về cái hình dạng dòng sản phẩm này để các bạn đi mua đúng sản phẩm chuẩn cũng như là để tránh mua phải những cái hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Thì đối với Enfalac A cộng các bạn sẽ thấy là có chữ Enfalac này và chữ EA cộng. Tiếp theo nữa thì đối với cái dòng sản phẩm mà có tập đoàn sữa Mead Johnson và dòng Enfamil A cộng thì nó sẽ có một cái nền màu và màu vàng đồng như thế này. Bất kỳ lon sữa nào của Enfamil A cộng và Enfalac nó đều có màu vàng đồng. Và cái ngày sản xuất, hạn sử dụng sẽ được in ở dưới đáy lon. Xung quanh hộp thì các bạn sẽ thấy là những cái lưu ý khi sử dụng này, cái bảng thành phần, mã vạch. Và trên nắp của dòng sản phẩm sẽ có Mead Johnson Nutrition in trên một cái nắp nhện như thế này. Mình sẽ để sát lại cho các bạn xem nhá. Và khi mà chúng ta mở nắp ra, chúng ta sẽ thấy là bên trong sẽ có một cái màng nhôm để bảo quản cái chất lượng sữa bên trong, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi môi trường không khí bên ngoài. Rồi đấy là một chút về cái hình dạng của cái dòng sản phẩm sữa Enfalac A cộng này. Bây giờ thì mình sẽ đến với những cái ưu điểm của nó mang lại cho bé sinh non thiếu tháng là như thế nào, và để các mẹ theo dõi biết được các con của mình có hợp với dòng sản phẩm sữa này hay không nhá. Đầu tiên thì đối với Enfalac A cộng này, cái ưu điểm đầu tiên của nó thì đối với những trẻ sinh non thiếu tháng thì bé để bắt kịp đối với chắc trẻ sinh bình thường và các bạn đồng trang lứa, vậy các bé bắt kịp được thì dòng sản phẩm này nó bổ sung thêm cái hàm lượng protein khá cao. Thì như mình đã nghiên cứu cũng như là đọc qua các thành phần trong dòng sản phẩm Enfamil A cộng này sẽ thấy được trong cái 100g calo thì các loại sữa thông thường sẽ chứa 2,2g protein, nhưng đối với Enfalac A cộng này nó chứa 3,0g protein. Tỷ lệ của nó khá cao như vậy để giúp cho bé hấp thụ và giúp cho bé phát triển bắt kịp một cách nhanh chóng đối với các trẻ bình thường. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên của dòng sản phẩm này. Cái ưu điểm thứ hai sẽ là một cái sự lo lắng của các mẹ khi mà như mình nói đến ưu điểm đầu tiên, đó là cái hàm lượng chất đạm cao như vậy thì nó có bị gặp cái tình trạng đó là khó tiêu hóa, khó hấp thụ với bé hay không, bởi vì các bé sinh non thì cái hệ tiêu hóa sẽ khá kém và sẽ không thể được như các trẻ bình thường. Thì đối với cái dòng sản phẩm này đã giảm cái lượng đường lactose xuống cái mức tối đa, tức là cái là hàm lượng lactose rất thấp để giúp cho bé dễ dàng hấp thụ, dễ dàng tiêu hóa và không bị quá tải đối với hệ tiêu hóa của bé. Ngoài ra thì cái dòng sản phẩm này cũng tinh chế đạm whey protein. Đây chính là cái đạm để giúp cho bé dễ dàng khi mà được tinh chế ra, thì cái dòng sản phẩm này, cái đạm này sẽ giúp cho bé dễ dàng hấp thụ hơn và giúp cho bé hỗ trợ lên cân và giúp cho bé bắt kịp với những trẻ sinh trưởng bình thường. Đấy là cái ưu điểm thứ hai của dòng sản phẩm này. Đến với ưu điểm thứ ba thì các bạn sẽ thấy là đối với các bé mà sinh non thiếu tháng trong một vài tuần đầu thì cái việc mà dễ bị mắc phải cái bệnh đó là thiếu máu tán huyết, đấy là cái nỗi lo của các mẹ. Và cái dòng sản phẩm này đã hạ thấp cái lượng chất sắt xuống để giúp cho bé dễ dàng hấp thụ và để giảm cái việc tối đa bé bị cái tình trạng thiếu máu tán huyết này. Tiếp theo nữa thì cái dòng sản phẩm này, ưu điểm thứ tư của nó có hàm lượng canxi và natri phospho khá cao. Đây là cái hàm lượng để giúp cho bé phát triển về xương khớp, phát triển về chiều cao và để bé bắt kịp đối với sinh trưởng của các bé bình thường. Đấy là bốn ưu điểm. Rất là nhiều mẹ lo lắng thì những cái dòng sản phẩm sữa đặc trị như vậy, những cái dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ sinh non như vậy thì có được bổ sung đầy đủ để những cái dinh dưỡng giúp cho bé phát triển trí não hay không. Thì như mình đã có làm một cái video về top các dòng sản phẩm
phẩm sữa phát triển trí não cho bé, các bạn sẽ thấy là dòng sản phẩm sữa thuộc Enfamil, tất cả các dòng sản phẩm đều có hàm lượng DHA, ARA, choline khá cao để giúp cho bé phát triển trí não. Thì đối với Enfalac A cộng này cũng vậy, nó có hàm lượng choline, DHA, ARA giúp cho bé phát triển trí não rất tốt. Và các mẹ yên tâm là dù là sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ sinh non thiếu tháng, nhưng hàm lượng ARA, DHA và choline trong dòng sản phẩm này không hề thấp hơn, và nó sẽ hỗ trợ cho bé phát triển một cách tối đa về trí não và giúp cho bé phát triển về nhận thức, nên các mẹ không cần lo lắng về cái việc là hỗ trợ phát triển trí não của bé nhé. Ngày hôm nay thì mình đã nói khá nhiều về cái ưu điểm của dòng sản phẩm Enfalac A cộng này rồi, thì nhược điểm của dòng sản phẩm này thì trên thị trường các dòng sản phẩm của Enfamil A cộng và Enfalac A cộng cũng có những nơi làm hàng giả hàng nhái. Vì vậy nên các bạn đi mua sản phẩm cần phải chọn những cái shop lớn uy tín, cái ngày sản xuất hạn sử dụng in rõ ràng, cào không bị mất và không bị dấu hiệu cào hay in chồng lên nhau. Tiếp theo nữa thì đối với các dòng sản phẩm Enfalac A cộng hay Enfamil thì trên cái nắp nhựa lúc nào nó cũng sẽ có Nutrition Nutrition như thế này. Đấy là những cái lưu ý để chúng ta tránh được cái việc mua hàng giả hàng nhái. Rồi đến với cái cách hướng dẫn sử dụng cũng như là cách bảo quản dòng sản phẩm này như thế nào là tốt nhất. Thì đặc biệt là đối với những trẻ sinh non thiếu tháng thì cái hệ miễn dịch của bé khá yếu. Khi mà chúng ta pha sữa cho con thì chắc chắn là tất cả các dụng cụ các mẹ cần phải đun sôi với nước sôi 5 phút và tay cũng cần phải rửa sạch với xà phòng sát khuẩn. Tiếp theo là cái nơi pha sữa của bé cũng cần phải đảm bảo vệ sinh. Và cái nhiệt độ pha của dòng sản phẩm sữa này là 40 độ C. Thì cái ml pha các mẹ lưu ý một cái lưu ý rất quan trọng đối với dòng sản phẩm Enfalac này, thì các bạn bắt buộc là phải cần pha đúng chuẩn bao nhiêu ml nước tương đương với bao nhiêu muỗng gạt ngang, không pha đặc và không pha loãng hơn. Đấy là cái lưu ý để các mẹ sử dụng dòng sản phẩm. Thì đối với dòng sản phẩm này, một muỗng gạt ngang tương đương với 30ml nước 40 độ C. Đấy là cái ml và cái số muỗng phù hợp cho bé. Và nếu các bé uống nhiều hơn thì các mẹ sẽ tăng cái lượng nước và tăng cái số muỗng lên theo đúng cái quy định của cái dòng sản phẩm này. Rồi ngày hôm nay thì mình đã review khá kỹ về cái dòng sản phẩm Enfalac A cộng dành cho trẻ sinh non thiếu tháng và nhẹ cân. Và những bạn nào cần tìm hiểu kỹ rõ hơn về dòng sản phẩm, các bạn hãy để dưới nhận xét video hoặc IB trực tiếp vào Zalo bên trên về cái số tháng của bé, về cân nặng cũng như là về cái tình trạng tiêu hóa của bé như thế nào, để kênh Mẹ Bé Thị Thảo sẽ tư vấn và giúp cho bé phát triển một cách tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi cũng như là ủng hộ kênh Mẹ Bé Thị Thảo trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký cũng như là chia sẻ video Mẹ Bé Thị Thảo đến thật nhiều các mẹ biết đến và để tìm ra những cái sản phẩm thích hợp cho con của mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.